Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, trung đoàn Minh Đạm đóng tại huyện Long Điền sẽ tiếp nhận huấn luyện hơn 300 chiến sĩ mới. Song song với việc hoàn tất các khâu chuẩn bị cho việc huấn luyện, cùng với các cấp và các ngành trên địa bàn tỉnh, trung đoàn Minh Đạm cũng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về phòng chống dịch bệnh corona, trung đoàn Minh Đạm đã triển khai sâu rộng trong toàn trung đoàn về các biện pháp phòng tránh. Đơn vị cũng cử cán bộ, nhân viên quân y tham gia tập huấn phòng chống dịch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp đó tập huấn sâu rộng cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nhất là các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh doanh trại nhằm ngăn chặn tuyệt đối mọi nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp. Khi tiếp nhận mà chiến sĩ mới thì đơn vị cũng đã triển khai là thành lập một cái tổ quân y của trung đoàn để tiếp nhận thương binh và người nhà thương binh và tổ chức là phát khẩu trang cho người nhà thương binh, đặc biệt là người nhà thân nhân của thương binh là nằm ngoài doanh trại, là khu vực tập trung ở ngoài doanh trại. Sau khi ổn định tổ chức biên chế xong, do Sở Y tế là đo thân nhiệt. Hiện nay, trung đoàn Minh Đạm đã cấp đầy đủ khẩu trang y tế cho bộ đội, tiến hành phun thuốc Loramin B toàn bộ doanh trại và xung quanh nơi đóng quân. Khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh đều có đủ dung dịch rửa tay, xà bông diệt khuẩn, nước muối súc miệng.